24 hecta đất bằng giá trị cả nghìn tỷ đồng bỏ hoang chục năm ở Ninh Bình. Khu đất có diện tích 24 hecta giữa trung tâm thành phố Ninh Bình, hạ tầng đầy đủ, nếu đấu giá thành công sẽ thu được gần 1.000 tỷ đồng. 10 năm qua khu đất vàng vẫn đang bỏ hoang sau hai lần bị hủy đấu giá. Nằm ngay sát trung tâm hành chính của tỉnh Ninh Bình, một khu đất có tổng diện tích 28 hecta, trong đó 24 hecta quy hoạch đất ở, còn lại là công viên cây xanh, nằm ở vị trí đắc địa bỏ hoang hơn thập kỷ qua, khiến người dân ngỡ ngàng và xót xa. Khu đất vàng này nằm trên địa bàn phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. Sở dĩ gọi là đất vàng bởi toàn bộ khu đất nằm ở vị trí thuận lợi, phía bắc giáp quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, phía tây giáp nhà thi đấu tỉnh, phía đông giáp đường Bái Đình, Kim Sơn, phía nam giáp quốc lộ 10. Thời điểm thành phố Ninh Bình quy hoạch khu đất để tổ chức đấu giá, nhiều người dân mơ ước được sở hữu một lô đất trong khu đất có vị trí đắc địa nhất thành phố Ninh Bình. Tuy nhiên, số phận của khu đất rộng hơn 20 hecta này hơn một thập kỷ qua đến nay vẫn bị bỏ hoang. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Trí, năm 2008, Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất với tổng kinh phí hơn 10,3 tỷ đồng. Năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình tiếp tục thu hồi thêm đất bổ sung để giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị tại đây với tổng diện tích 28 hecta. Sau khi thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình cho nhà thầu triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng gồm xây dựng đường giao thông, vỉa hè, cống thoát nước với số tiền cả trăm tỷ đồng. Năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình tổ chức đấu giá bán 135 lô đất tại khu đất này. Kết thúc phiên đấu giá, 23 lô thuộc về các cá nhân và 112 lô thuộc về một doanh nghiệp trên địa bàn Ninh Bình. Tuy nhiên, ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình có thông báo hủy kết quả đấu giá, khiến người dân và doanh nghiệp ngỡ ngàng, bức xúc vì không được biết rõ lý do tại sao. Sau hơn 10 năm bỏ hoang, năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Ninh Bình, Sở Tư pháp Ninh Bình thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 60 lô đất đã quy hoạch lại nói trên. Theo thông báo, 60 lô đất được tổ chức đấu giá có giá khởi điểm thấp nhất là 20 triệu đồng mỗi mét vuông, cao nhất lên đến 39 triệu đồng mỗi mét vuông, tùy vào vị trí, diện tích. Khách hàng sau khi mua hồ sơ phải bỏ ra số tiền 1 đến 1,5 tỷ đồng để tham gia đấu giá. Nếu đấu giá thành công, khu đất sẽ thu về cho ngân sách nhà nước số tiền 700 tỷ đồng, trừ kể giá còn chênh lên cao. Điều bất ngờ đã xảy ra, chưa đến ngày cuối cùng ở bán hồ sơ đấu giá, cách thời gian tổ chức đấu giá gần chục ngày, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Ninh Bình ra thông báo tạm dừng cuộc đấu giá và trả lại tiền mua hồ sơ cho khách hàng. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Ninh Bình cho biết, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố Ninh Bình có văn bản thông báo dừng đấu giá thì Trung tâm dừng tổ chức và hoàn lại tiền bán hồ sơ cho khách hàng. Ông Đinh Văn Thứ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Bình cho hay, thành phố nhận được chỉ đạo từ tỉnh về việc dừng đấu giá khu đất nên cũng thông báo để Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản dừng tổ chức đấu giá. Sau hơn 10 năm bỏ hoang, một lần đấu giá thành công xong hủy và một lần thông báo đấu giá trở lại rồi hủy bỏ, khu đất có giá trị gần 1.000 tỷ đồng đem lại nguồn thu ngân sách không hề nhỏ cho tỉnh Ninh Bình vẫn đang bị bỏ hoang. Người dân địa phương đặt ra nhiều nghi vấn về số phận trôi nổi của khu đất vàng này, không biết đến khi nào mới được định đoạt.